Rồi quý vị ơi, bonsai 2672, 5 cây sâm núi 300k bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào quen thì ship code lạ chuyển khoản nha. Rồi, đây cây số 1 nha. Này sâm núi trái không nha quý vị. Sâm núi là trái không nha. Đây cây số 1 nha. Đây cây số 2 nè. Cái này chỉ còn có 2 lô nữa là hết luôn nha. Lô này với 1 lô, 2 lô gì nữa là hết luôn rồi đó. Đây cây số 3 nè. Đây cây số 4 nha. Rồi còn cây cuối cùng đây nè. Cây cuối cùng đây dưới này nó mọc lên mấy nhánh sơn liễu nha quý vị. Đó, ở trên sâm núi nha nè. Đang có trái nè quý vị, thấy trái nó không? Đó, trái nó nè. Đó, nó nằm trong nè. Đó, trái đó quý vị. Nhiều trái lắm nha. Đó nè, trên này nữa nè. Đó, trái nhóc hết trơn luôn nè. Đó, thấy chưa? Rồi, 5 cây 300k bao ship toàn quốc nha. Quen ship code là chuyển khoản nha. Coi chừng nó phá đó con ơi. Rồi kết thúc quý vị ơi. Để sát tay luôn nè bia. Okay.